Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon Auto Toka. Và hôm nay em Chí có một cái sản phẩm mà bên cửa hàng em vừa mới về lên sóng gửi tới luôn cho anh chị đây. Một em Kia Sorento phiên bản Signature máy dầu. Nhưng chiếc này của em rất là đặc biệt anh chị nhá. 7 ghế, 7 chỗ thì rất là nhiều rồi, nhưng mà với một chiếc Sorento mà 6 ghế thì thực sự là rất là ít trên thị trường hiện nay anh chị ạ. Và tầm giá bây giờ anh chị sở hữu cho em chiếc xe này rất hợp lý thôi nhá. Chúng ta chỉ cần bỏ ra cho em có 900 mấy chục củ khoai thôi là anh chị đã sở hữu ngay được một chiếc xăng Sorento bản full máy dầu 6 ghế. Tại sao nó 6 ghế và cái giá trị của 6 ghế nó nằm ở đâu thì sẽ mời anh chị mình đi chi tiết hơn về em nó. Để giới thiệu qua thì với cái vẻ ngoài của Kia Sorento thì với phiên bản full dầu 6 ghế hay là 7 ghế thì người ta đều mang một cái giao diện hoàn toàn giống nhau anh chị ạ. Với cái bản full này thì sẽ được trang bị cho anh chị như là hệ thống radar SCDC này, gồm có phanh khoảng cách này hay là cảnh báo va chạm phía trước kết hợp cả phanh khẩn cấp. Ngoài ra thì với bản full thì sẽ được lên cho anh chị cam 360 này, hay là cảm biến xung quanh xe, hệ thống đèn pha cũng sẽ là hệ thống bóng đèn full LED với giải đèn LED daylight ban ngày anh chị nhé. Và trên bản full này thì sẽ được trang bị cho anh chị là hệ thống đèn pha thích ứng. Đấy, đèn gầm thì chúng ta cũng được trang bị hệ thống đèn LED anh chị nhé. Đấy, nói chung là với những cái sự hiện đại bây giờ thì người ta sẽ thiên hướng là sử dụng những bóng đèn LED. Đấy, rất là đẹp. Chiếc này của em thì mang nước sơn màu xanh Gavansa anh chị nhé. Đấy, khi dưới nắng thì anh chị có thấy nó gần như là màu đen. Đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Lốp láp của chiếc xe thì còn rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, xe này thì em mua được của một anh đã từng ở bên Đức. Đấy, về Việt Nam mua những dòng xe này để trải nghiệm. Đấy, và vừa rồi anh có lên đời cái mẫu xe VinFast VF9 nên để lại cho bên em. Đấy, vành của chiếc xe thì còn rất là mới anh chị nhé. Đấy, gần như là những cái vết xước là không có nhiều anh chị ạ. Đấy, cực kỳ đẹp. Với cái phiên bản Sorento này thì anh chị sẽ sử dụng cho em là cái size vành sẽ là R19 anh chị nhé. Chúng ta sẽ sử dụng là lốp mít chân linh. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy, thân dáng thì cũng rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, với cái mẫu dáng của Sorento thế hệ mới này thì người ta sẽ làm vuông vắn hơn, cũng như là những đường gân nét làm nó nam tính hơn. Đấy, LED thì sinh nhan này, khóa mở cửa một chạm này. Đấy, xe này thì lên cái bộ phim Luma anh chị nhé. Bộ phim Luma này của nó là anh chủ anh lên đâu đó khoảng tầm 8 triệu. Đấy, đã được lên cho anh chị thêm cái thảm để chân này hay là cam hành trình. Đấy, ngoài ra chiếc xe này còn được lên cho anh chị cái bộ nước hoa ion nhé. Đấy, anh chủ là một người rất cẩn thận này, lên cho anh chị cả hệ thống nước hoa này, rất là thơm anh chị nhé. Thế mới biết là anh chủ xe cực kỳ kỹ tính. Đấy, ghế rất mới anh chị ạ, ghế kem, ghế điện hai bên anh chị nhé. Đấy, tất cả những chi tiết trên chiếc xe còn rất là mới, cực kỳ đẹp anh chị ạ, rất là giữ gìn. Bản full này sẽ được trang bị cho anh chị là cửa sổ nóc toàn cảnh này. Đấy, rất đẹp anh chị nhé. Đấy, xe thì sử dụng cho anh chị cái dàn âm thanh là loa bầu. Đấy, cực kỳ là chất. Mà tầm giá bây giờ loanh quanh khoảng tầm ngoài 900 đấy, là anh chị mình đã sở hữu ngay được một em Sorento bản full máy dầu rồi. Và đây sẽ mời anh chị mình cùng ngắm về cái chiếc xe bản 6 ghế. Đấy, đây, 6 ghế thì anh chị sẽ có cho em là hai ghế sau nhé. Nó gần như là ghế chuyên gia. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay ở giữa này, đấy, cũng như là cái độ ngả lưng. Đấy, ngồi chúng ta sẽ có một cảm giác rất là business. Đấy, nhìn rất là xa. Chiếc xe này thì còn nhiều chi tiết ni lông chưa bóc anh chị nhé. Vẫn được trang bị cho anh chị là rèm che nắng này. Đấy, quan trọng nhất là cái bản 6 ghế này đó chính là về cái giá trị của hai cái ghế sau. Nó sẽ mang tính là nó trải nghiệm nó cao cấp hơn. Đấy, cũng có cửa gió điều hòa cho anh chị này. Đấy, hay là cổng sạc. Ngoài ra chiếc xe này còn lên cho anh chị cái bộ lọc không khí anh chị nhé. Đấy, lọc không khí ở phía sau lưng ghế phụ này. Đấy, trông thấy anh chủ anh ấy vào rất là nhiều tiền đồ chơi, hoàn toàn những đồ chơi rất là đáng giá anh chị ạ. Đấy, cực kỳ đẹp. Đó, rất mới luôn, cực kỳ đẹp. Đấy, form dáng cực kỳ là vuông vắn nam tính anh chị ạ. Đấy, đây sẽ là cái phần đuôi của em nó này. Đấy, phần đuôi người ta cũng làm thiết kế rất là vuông nhá. Đấy, Signature CRDI. Đấy, với phiên bản full này thì người ta sẽ sử dụng cho anh chị là hệ thống dẫn động hai cầu. Đấy, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đấy, có cốp điện đầy đủ của anh chị ạ. Đấy, và chúng ta vẫn có là sử dụng cả hai hàng ghế phía sau anh chị nhé. Đấy, rất là rộng rãi. Đấy, hàng ghế thứ ba này thì cũng có cho anh chị như là chỉnh cửa gió điều hòa này, hay là chúng ta có thể gập điện với hai hàng ghế thứ hai lại. Đấy, rất là rộng rãi, một chiếc xe rất là chất lượng, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Âu qua thì là nguyên bản, cực kỳ mới.
tầm giá bây giờ quá dễ để anh chị tiếp cận đấy. Hồi xưa thì để lăn bánh chiếc xe này thì anh chủ anh bảo đâu đó là khoảng tầm hơn 1.3 đấy, mà bây giờ cái giá trị của nó rất là hợp lý nha anh chị nhé. Đấy, form dáng cực kỳ đẹp. Về sơn zin chiếc xe này thì sơn zin còn rất là nhiều anh chị nhé. Đấy, sơn zin còn rất là nhiều. Đây em sẽ ngắm lại cho anh chị nội thất này. Đấy, rất là rộng rãi anh chị ạ. Đấy. Và chiếc Sorento này nhé, bản 6 ghế này nhé. Đấy, thì riêng Santa Fe không bao giờ có rồi. Đấy, trừ khi quý anh chị mình lên 3 lý set thì chúng ta mới có tùy chọn là bản 6 ghế anh chị ạ. Đấy, nhìn nó rất là sang trọng, rất là mang tính nó riêng biệt và cá nhân, rất là giống các sếp, các chủ tịch. Đấy, hàng ghế thứ hai. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị nhé. Đấy, đây sẽ là bên ghế lái này, kèo chỉ nguyên bản, cực kỳ đẹp anh chị ạ, rất mới nhá. Đấy, đây là bên ghế lái này. Đây, ghế lái nó sẽ có cho anh chị bơm lưng hay là đỡ gối này, rất là mới. Xe thì lăn bánh có 3.8 km thôi. Và với bản full này thì sẽ có cho anh chị như là cảnh báo lệch làn này, hay là hỗ trợ lái tự động này, có lẫy số vô lăng này. Đấy, có hắt kính anh chị nhá. Đấy, màn hình thì cũng được kết nối Apple CarPlay đầy đủ rồi. Đấy, điều hòa sẽ là hai vùng độc lập phía trước này. Đấy, có sạc không dây, sấy làm mát ghế, hay là anh chị mình có tùy chọn các chế độ lái cũng như các chế độ đi địa hình anh chị nhé. Đấy, chúng ta sẽ có 3 chế độ đi địa hình này, cái auto hold phanh điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, rất là xịn sò. Nói chung là về những cái mẫu xe mà của Hàn Quốc ấy thì người ta rất là chăm chút tới những công nghệ này, những option này, hay là tới những cái thẩm mỹ, rất là chiều người dùng Việt Nam mình. Đấy, đây anh chị ạ. Đấy, đây là cái phần máy của em nó. Ngoài ra nhá, đấy, ở Okabu anh chị này, ngoài ra thì anh chủ anh ấy lên full bộ thanh rằng của Ultra Racing anh chị nhá. Đấy, lên full bộ thanh rằng để ổn định cái phần thân xe, gồm có phần thanh rằng ở phía trên này và hệ thống thanh rằng Ultra Racing ở phía dưới gầm anh chị nhá. Đấy, một cái món đồ chơi mà rất là chịu chi, rất là đắt tiền anh chị ạ. Đấy, zin nguyên bản hết anh chị nhá. Ốc chân máy hay là mặt máy đấy, cực kỳ đẹp. Phần đình tán anh chị ạ, zin nguyên bản hết đó, cực kỳ đẹp. Tầm giá bây giờ nó quá hợp lý anh chị ạ. Đấy, có 900 mấy chục củ thôi là anh chị đã sở hữu ngay cho em một em Sorento bản full máy dầu 6 ghế anh chị nhé. Đấy, một em xe cực kỳ đặc biệt và số lượng cực kỳ hạn chế trên thị trường, giá rất tốt để phục vụ anh chị. Và bên em có hỗ trợ ngân hàng cũng như là có hỗ trợ nâng đời đổi các tất cả mẫu xe. Ngoài chiếc xe này ra thì bên em cũng có rất là nhiều mẫu xe. Quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ, và có thể mời anh chị mình qua trực tiếp số 3 Nguyễn Khánh Toàn để xem xe cũng như là chạy thử cũng như có một mức giá tốt nhất. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.